cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến test số 2 đúng không? Rồi, tương tự nha. Khi nào vậy, nhìn bốn đáp án trước xong rồi mới nhìn câu hỏi. Bốn đáp án như thế này thì chúng ta sẽ thấy đó là bốn biến thể của một cái từ construct. Đó là chúng ta nghi ngờ đó là câu hỏi về từ loại, và nhìn lên đường trước, nhìn đường sau thì chúng ta thấy là chắc chắn là câu hỏi về từ loại rồi. Đúng không? Thì ở đường trước nó là will be closed until, nó là một dấu mốc này. On là một dấu mốc, giữa hai dấu mốc thì chúng ta chọn cái danh từ đó không? Hoặc là các bạn có thể cẩn thận hơn thì dịch ra cũng được. Hãy lưu ý rằng cái hồ bơi của cái khách sạn này sẽ đóng cửa cho đến khi mà xây dựng, cái việc xây dựng chúng được hoàn thành vào cuối tháng này, đó không? Chọn một danh từ. Câu số 102, rồi nhìn nhìn bộ đáp án, nhìn lên thì chúng ta thấy đây là câu hỏi về chi động từ. Các bạn phải biết được, hiểu được chắc chắn đó là cái dạng câu hỏi gì thì làm nó mới dễ được. Bốn biến thể của cái động từ announce, và câu nó chưa có động từ chính, thế nên là gọi chi động từ bình thường. Và yesterday là quá khứ thì chọn thì quá khứ thôi của A. Câu lẻ 3 ra gọi về giới từ. Đường sau có cái nơi trốn là cái thư viện này, tại cái thư viện đó thôi, không tại cái thư viện. Những cái giáo viên mà muốn đặt tài liệu trước á, place materials on reserve, là đặt tài liệu trước tại cái thư viện đó, thì cần phải điền vào cái mẫu đơn yêu cầu này. Câu 104, bốn biến thể của cái động từ attract, thế nên đây là câu hỏi về chia từ loại này. Un chấm 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 exterior design, sau un là một cụm danh từ đúng không? Thế thì ở đây chúng ta cần một cái tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ design thôi. Thiết kế này là rất là thu hút, đúng không? Câu 105, câu hỏi về từ vựng, và đằng sau có the dinner event, là một cái sự kiện gì đó, sự kiện ăn tối, thì là tham dự cái sự kiện thôi đúng không? Attend. Ở đây người ta muốn các bạn phân biệt câu C với câu D đó. Attend là tham dự, participate muốn tham dự thêm cái từ in. Participate in cũng là tham dự đúng không? Câu 106, bốn từ khác nhau thôi dịch đi. Nhưng câu này nó dễ lắm, ở đằng sau các bạn có thấy as này đúng không? As tính từ, as là so sánh bằng đó. Rồi câu 107, đây là câu hỏi gì đây các bạn? Đây là câu hỏi về đại từ đúng không? Và đường sau các bạn thấy nè, wheat based products là những cái sản phẩm làm từ bột mì, đó là cụm danh từ, thì chọn tính từ sở hữu, đó là Google thôi. Câu 108, rồi nhìn bộ đáp án chắc chắn là phải dịch rồi. Và anh cũng đã highlight cho các bạn cái từ congratulated, đó là chúc mừng, khen ngợi chúc mừng gì đó. Police chief, đó là cảnh sát trưởng Ottawa, là cái ông này này, ông đã chúc mừng cái ông McDonald này đã kiếm được cái từ securing, không phải bảo vệ đâu, nó bằng nghĩa với từ obtain, là kiếm được $1,000,000 cho cái đề án điều trị thuốc của thành phố. Câu 109 này, rồi chắc chắn là dễ rồi, nhưng mà dễ lắm. Đường sau có features này các bạn, specific features, những cái đặc tính cụ thể đó. Khi mà bạn mua cái giường thì bạn cần phải cân nhắc một những cái đặc tính cụ thể như là gì đây, chiều cao giường này, chiều rộng giữa, kích thước này, nguyên vật liệu làm giường này, và cái thời gian bảo hành. Câu 10, câu này cũng là gì, câu về từ loại rồi đúng không? Thế thì câu này chúng ta phải cẩn thận một chút xíu này. Exit, shareholder cái gì đó, thì ở đây có thể là trạng từ để có thể bổ nghĩa cho từ exit được, hoặc là có thể ở đây có thể là danh từ để mà bổ nghĩa cho để tạo thành một cái danh từ ghép với shareholder. Thế thì ở đây chúng ta phân tích như vậy là có hai đáp án, có thể là expectations hoặc là có thể là expectedly. Cái cách mà chúng ta cần phải làm ở đây đó là gì đây, chúng ta phải dịch ra, tại vì có thể là hai đáp án được mà, đúng không? Nên là cách tốt nhất là chúng ta phải dịch. Thì cái ban quản lý của công ty này có một cái niềm tin mạnh mẽ rằng cái phương hướng chiến lược này là nó chắc chắn, và nó sẽ tiếp tục vượt quá cái kỳ vọng của các nhà cổ đông, vượt quá cái kỳ vọng đó không? Vậy thì ở đây cần một cái danh từ rồi đó. Vậy thì nó có cái từ shareholder expectation, là một cái danh từ ghép kỳ vọng của các cổ đông. Ok, ở đây có từ firm, không phải là công ty đâu nha, từ firm ở đây nó là tính từ, danh từ của nó là công ty, nhưng mà ở đây tính từ của nó có nghĩa là strong, là mạnh mẽ đó. Từ sound ở đây cũng là tính từ, là mạnh mẽ luôn. Câu 11, across during onto next, đó là câu hỏi về giới từ, nhưng câu này dễ lắm. Đằng sau có cái từ industry này các bạn, across the industry, throughout the industry, over the industry. Anh đã dặn các bạn rất là nhiều lần rồi đó không? Trên toàn ngành đó, industry là ngành. Câu 12, cái này phải dịch rồi, records là hồ sơ, qualifications là bằng cấp, guidelines là hướng dẫn, và behaviors đó là gì đấy, những cái cư xử. Những cái nhân viên bán hàng của công ty dược Favira này phải lưu giữ cẩn thận cái gì đó về những cái mẫu mà được phân phối, cũng như là những cái đơn hàng được nhận từ các bác sĩ và các phòng khám. Vậy thì giữ cái gì? Chắc chắn là không thể nào giữ bằng cấp, không giữ hướng dẫn, không giữ các cư xử rồi đúng không? Giữ hồ sơ, lưu giữ hồ sơ những cái sản phẩm mẫu này. Records of samples là những cái hồ sơ sản phẩm mẫu. Ở CV My Locate Conduct chắc chắn là phải dịch rồi đúng không? Nhưng ở đằng sau có cái từ a restaurant kìa, là một cái vị trí, một cái nơi nào đó. Locate a restaurant tức là xác định vị trí của cái nhà hàng đó, đúng không? Cái khách sạn này nó đã lắp đặt một cái máy tính cảm ứng để giúp cho khách có thể xác định vị trí được cái nhà hàng, cập nhật được thời tiết cũng như là có được những cái thông tin hữu ích.
Câu 14. Rồi phải dịch rồi, được không? Nhưng mà câu này dễ lắm. Doanh số bán hàng của cái máy kéo của cái công ty này này thường là tăng lên trong suốt những cái mùa gặt, mùa thu, được không? Thì là frequently là đáp án thôi. Mùa này, mùa vụ này, mùa thu này. Câu 15 này. Nhìn xuống mùa đáp án phải dịch rồi, được không? Sau khi tham dự cái gì đó về handicraft là đồ thủ công truyền thống tại cái museum này ở London thì chắc chắn đáp án nó phải là của A thôi. Exhibition đó là buổi triển lãm, đúng không? Sau khi tham gia cái buổi triển lãm về những cái sản phẩm thủ công của cái tại cái bảo tàng này, đúng không? Câu số 16. Rồi, rất là dễ luôn. Đây là câu về từ loại, chủ ngữ có rồi, động từ có, câu này nó đủ ngữ pháp rồi, chọn trạng từ cho bạn thôi, convincingly. Câu số 17. Ok, bốn đáp án khác nhau, lo mình dịch thôi. Nhưng mà đường sau ở cái test phía trước anh đã nói mẹo rồi, đó là trong câu hỏi về giới từ mà có without hoặc là before mà đường sau nó là verb in thì thường nó là đáp án đó, without hoặc là before. Nếu như nhân viên hoặc là nhà tuyển dụng mà chấm dứt cái hợp đồng, terminate the contract là chấm dứt hợp đồng mà không thông báo trước đó không, thì họ phải trả cho bên còn lại, other party, party không phải là buổi tiệc đâu mà là cái bên bên còn lại một cái số tiền phù hợp với cái mức lương của nhân viên. Câu số 18. Advancement opportunity, rồi phải dịch rồi, đúng không? Nhưng ở đằng sau chúng ta thấy the management position này, là vị trí này, vị trí cấp quản lý đó, tất cả nhân viên sẽ được phép là có cái cơ hội ngang bằng nhau để được mà cân nhắc để mà thăng tiến lên những cái vị trí cấp quản lý, đúng không? Vậy thì thăng tiến lên một cái chức vụ nào đó, từ vựng anh đã cho các bạn rồi, advancement to cộng với giấy từ. Câu số 19, rồi là mình dịch thôi, nhưng mà đừng là findings này, thì mình dịch trước với cái từ findings này coi có cái đáp án nào phù hợp với nó không. Findings là những cái phát hiện, forward là chuyến, ahead là trước, initial là ban đầu, limited là có hạn. Thì the initial findings là những cái nghiên cứu ban đầu. Ok. Mặc dù những cái nghiên cứu ban đầu thì rất là được khuyến khích, nhưng mà cần có những cái nghiên cứu thêm để mà xác định được cái tính hiệu quả của chiến lược quảng cáo này. Rồi câu số 20 này. Câu này rất là dễ luôn. Các bạn nhìn như thế này thì các bạn sẽ thấy đó là cái dạng câu hỏi từ loại. Nhưng mà ở đây các bạn thấy có then này các bạn. Then nó là so sánh hơn, đúng không? Bolder than, so sánh hơn thôi. Câu 21. Câu 21 nhìn như thế này đúng không? If, which, until, despite. Như thế này thôi, dịch cho rồi. The front desk staff, đó là nhân viên quầy lễ tân, nó yêu cầu của cái photo ID. Nếu như du khách đến cái văn phòng này nó không giữ một cái thẻ thông hành, đúng không? If là đáp án. Photo ID là gì? Photo identification, đó là những cái hình thức xác nhận bạn là ai và xác nhận là ai và có hình, ví dụ như là passport là một nè, chứng minh nhân dân là một nè. Ok. Đó. Câu 22 rồi, phải dịch rồi, nhưng mà nhạy cảm với từ allow này, đường sau có to động từ này. Nếu như đáp án có allow, có enable, đường sau có tân ngữ và có to thì nó là đáp án đó các bạn. Cái phần mềm của công ty này nó sẽ cho phép người dùng tự động hóa những cái nhiệm vụ mà được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì allow somebody to do something này, cho phép ai làm gì. Câu 23. Rồi, lo mà dịch thôi. Destination là điểm đến, variety là loại, analysis là sự phân tích và style là phong cách, kiểu cách gì đó. Ở đằng sau có self figures kìa, đúng không? Thì chúng ta tinh ý thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng chọn được đáp án thôi. Đó là gì? Sự phân tích. Cái sự phân tích doanh số, sự phân tích số liệu bán hàng hàng tháng là rất là quan trọng để mà có thể thiết lập được cái mục tiêu doanh thu trong tương lai. Câu 24 đó là gì đây? Nhìn lo mà dịch thôi chứ còn cách gì nữa đâu không. Fortunately là may mắn này, immediately là ngay lập tức, extensively là chuyên sâu và eventually là cuối cùng. Chắc chắn là cái từ này nó bổ nghĩa cho cái từ research rồi, nghiên cứu như thế nào đấy, nghiên cứu chuyên sâu, đúng không? Đáp án nó là extensively. Câu 100, cái từ extensively nó là trạng từ, còn extensive nó là tính từ, nó hay là đáp án trong đề thi. Tôi ví dụ extensive knowledge, kiến thức bao quát toàn diện chẳng hạn. Extensive training có nghĩa là buổi đào tạo kỹ lưỡng, buổi đào tạo sâu, chuyên sâu gì đó không? Extensive knowledge, extensive training này. Okay. Rồi câu 25. Rồi nhìn số 4 đáp án, nó gọi về chia động từ rồi đó không? Rất là dễ luôn, ở đường trước có động từ to. Thì đây là V1 cộng với to V2 thôi, hai động từ đi kèm với nhau thì phải có giới từ to, đáp án là cover. Câu 26. Rồi lo mình dịch thôi. Và chúng ta sẽ có cái cụm từ be familiar with, là quen với cái gì đó. Ở đây người ta thêm un thì là không quen với cái gì đó thôi. Be familiar with something tức là quen cái gì, hiểu cái gì, mà be unfamiliar with đó là không quen, không hiểu. Hầu hết những cái người tiêu dùng được khảo sát nói là họ hiểu được cái tầm quan trọng của cái chính sách cải cách sức khỏe, nhưng mà nhiều người họ vẫn chưa hiểu được cái chi tiết của cái chính sách này đó. Vậy thì chưa hiểu hay là không hiểu đó, be unfamiliar with cái gì đó. Câu 27. Đây là cái câu 27, nhiều bạn quên cái cấu trúc giả định mà anh nhắc các bạn rất là nhiều lần luôn, và bây giờ anh sẽ nhắc lại các bạn một lần nữa.
Chú ý đừng có để sai cái dạng câu này, rất là dễ luôn. Cấu trúc giả định. Ok, phóng to lên cho các bạn. Cấu trúc giả định nói là gì đây? Chủ ngữ S1 cộng với những từ như là suggest. Rồi, cộng với that, cộng với chủ ngữ S2, cộng với động từ V2, nguyên mẫu. Nhớ nhà V2 là thành nguyên mẫu. Ngoài cái động từ success là cái động từ mà ở đây tô đỏ, cái chữ that là chữ that là chữ nhất định có trong trong cái đó. Rồi, ngoài cái success thì rồi success này, recommend này, advice này, rồi request này, ask này. Đó, những cái từ tô đỏ là nó nằm trong cái cấu trúc đó đó ha. Thì chủ ngữ cộng những cái từ tô đỏ này, cộng với tab này, cộng chủ ngữ S2, cộng với hai nguyên mẫu. À, và thường là người ta hỏi đáp án là chia V2 đó, và nhớ là V2 nguyên mẫu cho bạn ha. Rồi, do đó đáp án đó của C nha. Câu 128. À, cứ đáp án mà có in order to mà đừng sao động từ nguyên mẫu thì nó là đáp án đó các bạn ha. Đáp án là của A. À, những cái nguồn vốn bổ sung là cần thiết cho những cái dự án được phê duyệt từ trước để có thể hoàn thành được cái bản hợp đồng xây dựng. Câu 29, Dan Waters Ferris. Câu này lo mình dịch thôi. Với cái view rất là đẹp thì cái sân thượng của cái khách sạn này có thể chứa tới 100 người, trong khi Ferris, trong khi cái phòng chờ lounge là phòng chờ đó chỉ có thể chứa được 70 người thôi, đúng không? Các bạn là câu D. Rồi, emission lo mình dịch thôi. Emission là khí thải, market thị trường, revision là sự chỉnh sửa và purchase là mua. Trong suốt cái cuộc lái xe thử, chạy thử xung quanh cái khu vực Boston thì nó trở nên rõ ràng rằng có cái gì đó đối với xe. Thì thị trường thôi, đúng không? Có một cái thị trường mạnh mẽ, strong market, có thị trường mạnh mẽ đối với những cái xe này thôi, đúng không? Rồi, ok, đó là test số 2 các bạn nhé.